Những ngày này, khi đến địa phận gần cầu Trà Đư ở xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nhiều người không khỏi ngạc nhiên, thích thú với một cây me tây cổ thụ, người dân địa phương hay gọi là cây còng, bùm tán lá hình mâm xôi và trổ bông hồng rực. Theo người dân địa phương, cây còng này đã hơn 100 năm tuổi, cây vẫn phát triển tốt, thân cây sần sùi, to khoảng 3-4 người ôm mới tròn vòng, cây cao khoảng 40 mét. Cây còng này đâm ra 5 nhánh với cành lá xum xuê tỏa bóng mát khắp cả một vùng rộng lớn. Những ngày đầu hè này, cây còng đang trổ những chùm hoa màu hồng nhạt, kín cả tàn cây, trông rất đẹp mắt. Với người dân nơi đây, cây còng đã gắn bó qua bao đời nên bà con rất yêu quý và chăm sóc. Với ưu điểm tốc độ sinh trưởng nhanh, dễ trồng, ít bật gốc do mưa bão và tạo tán rất tốt, ngày nay cây còng được người dân chọn trồng gần nhà hay trên các tuyến đường để tạo bóng mát.